Wow, quý khách hàng xem toàn cảnh nè. Cây rất là đẹp luôn ha. Lóng thân vẫy đều, to và đẹp. Và sát bên cạnh hồ bơi nữa, rất là đẹp. Hiện tại là cây đang khoe sắc xuân rất là đẹp luôn. Như cây này đây là mình có thể là chơi ra hết tháng giêng được, cây vẫn còn lá đỏ đẹp nha. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh. Mình chào quý khách hàng của nhà vườn Khánh Võ. Thì em Băng được có cơ hội ghé lại và tham quan lại cái vườn cây của bên nhà vườn Khánh Võ bên em đã thi công cho quý khách hàng trước đó. Thì để chăm sóc và bảo dưỡng cây cho quý khách hàng định kỳ luôn, để biết những cây đó là cây những cây gì và cây đang khỏe khoắn tươi tốt ra làm sao, thì mời quý khách hàng cùng theo chân em đi đến tham quan vườn cây của anh chị nhé. Sau lưng em đây là khu vực uống trà của gia chủ và đã được trồng 5 cây trà là Trung Đông, lóng 3,5 m rất là đẹp luôn. Wow, quý khách hàng xem toàn cảnh nè, cây rất là đẹp luôn ha. Lóng thân vẫy đều, to và đẹp. Hiện tại là bên em là hôm nay đi bảo dưỡng lại cây, xịt thuốc và tỉa lại lóng. Anh chị có mua thêm khoảng 10 cây phong lá đỏ phía sau kia nữa, rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn nha. Đối với cây này thì sau 6 tháng trồng ở tại nhà vườn bên em, quý khách hàng xem nè, lóng thân rất đều và đẹp nha. Bèo hoành cũng rất chắc chắn luôn. Cây này bây giờ ăn rễ cao dữ lắm rồi. Đứng dưới là tán lá của trà là Trung Đông, lóng 3,5 m, rất là mát, rất là đẳng cấp luôn. Và sát bên cạnh hồ bơi nữa, rất là đẹp. Trong thời gian trở lại đây thì rất là nhiều khách hàng lựa chọn trà là Trung Đông để trồng làm cảnh quan khuôn viên sân vườn nhà của mình, và đặc biệt là lối đi nè, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, khách sạn. Anh Hùng đang kiểm tra lại cái khu rễ xem nó có thoát nước tốt hay không. Và đây là 10 cây phong lá đỏ của anh chị. Hiện tại là cây đang khoe sắc xuân rất là đẹp luôn. Như cây này đây là mình có thể là chơi ra hết tháng giêng được, cây vẫn còn lá đỏ đẹp nha. Kỹ thuật bên em đang bấm tỉa đồ lại cây cho nó gọn gàng lại, để tán tàn nó gom lại rất là đẹp. Và xa xa kia thì có một anh kỹ thuật nữa đang chuẩn bị là chăm lại cây. Đây là cây chanh tứ quý, cây đang hoa, đang cho trái nhỏ. Thì anh chị cũng muốn là xem như thế nào, phân bón ra làm sao để chăm sóc cho cây, để có thêm năng suất của trái. Toàn cảnh của khuôn viên vườn nhà của anh chị rất đẹp luôn nha quý khách hàng. Vừa có hồ bơi nè, vừa có trà là Trung Đông, nâng tầm đẳng cấp của ngôi nhà lên nữa, rất là đẹp luôn. Cây ở nhà vườn Khánh Võ bên em thì đã được chọn lọc và rất là kỹ càng rồi. Nguyên một dàn phong lá đỏ nắng khoe sắc nữa, rất là đẹp luôn. Quý khách hàng tưởng tượng xem, buổi tối ngồi đây uống một tách trà và ngắm view ở phía sau kia là view núi Ba Đen luôn nha quý khách hàng. Không gian sống xanh rất là tuyệt vời luôn quý khách hàng ơi. Về cây độc lạ thì nhà vườn Khánh Võ bên em đang cung cấp khoảng hơn 200 giống loài khác nhau ở trên 30 nước thì rất là nhiều. Quý khách hàng có quan tâm mua sắm lựa chọn một dòng cây trồng làm cảnh quan khuôn viên bóng mát sân vườn nhà của mình, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn hoặc resort, đừng ngần ngại, hãy nhấc điện thoại lên và liên hệ ngay với nhà vườn Khánh Võ bên em, hoặc mình có thể đến trực tiếp vườn tham quan mua sắm và lựa chọn cây. Nhà vườn Khánh Võ bên em có giao hàng toàn quốc luôn. Quý khách hàng liên hệ sẽ có các bạn nhân viên sale tư vấn cây nhiệt tình cho mình, quay cây thật tại vườn cho mình luôn nhé. Hotline 0962347777, địa chỉ vườn 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100 m. Website nhavườnkhanhvo.vn. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh.